Ngày 5 tháng 11, tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 1640 ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ban Bí thư, điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 15, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đình Việt, sinh năm 1977, tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn, thạc sĩ thương mại, quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Đình Việt, đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Việt được Ban Bí thư điều động phân công nhiệm vụ trọng trách mới, đồng thời đề nghị đồng chí Nguyễn Đình Việt tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ mới, kế thừa thành quả kinh nghiệm những đồng chí tiền nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng ta tin tưởng rằng đồng chí Nguyễn Đình Việt sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để gặt hái thành công mới, đóng góp mới, thành tích mới, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và Đảng bộ Nhân dân tỉnh Sơn La. Tôi cũng mong rằng Đảng bộ tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, đồng lòng, chung tay hành động, nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo, biến những thách thức thành cơ hội, xây dựng quê hương Sơn La anh hùng, ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí Nguyễn Đình Việt bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương đã tín nhiệm giao trọng trách Phó Bí thư tỉnh ủy Sơn La. Trên cương vị và trọng trách mới sẽ nỗ lực cố gắng hết sức mình, không ngừng học tập, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt thực tiễn của tỉnh, sâu sát với cơ sở, kế thừa và phát huy những thành tích của địa phương, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Để hoàn thành tốt trọng trách được giao cùng với nỗ lực, quyết tâm của bản thân, tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ ngành, cơ quan ở Trung ương. Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các bậc lão thành, sự phối hợp, ủng hộ của các cơ quan, sở ngành của tỉnh. Với tất cả sự chân thành, tinh thần cầu thị, tôi cũng mong muốn nhận được những ý kiến góp ý, sự trao đổi, chia sẻ tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các quý vị đại biểu để tôi có thể phụng sự, cống hiến tốt nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Cũng tại hội nghị đã công bố quyết định số 1648 ngày 1 tháng 11 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương về chuẩn y đồng chí Nguyễn Đức Thành, tỉnh ủy viên, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Sơn La, tham gia Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định số 1632 ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương về chỉ định các đồng chí Nguyễn Minh Hải, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Đại tá Chu Văn Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025.